Vào lúc 14 giờ 30 phút chiều hôm qua, ngày 11 tháng 8, tại địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút đã làm tốc mái hàng chục căn nhà, nhiều diện tích cây công nghiệp bị gãy đổ, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng cho người dân địa phương. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão xã Lộc An, thì lốc xoáy làm tốc mái 86 căn nhà của người dân tại 7 thôn của xã Lộc An. Địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất là thôn 2 và thôn 3, trong đó có 26 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều cây xanh tại 4 trường học trên địa bàn cũng bị gãy cành và bật gốc. Hàng trăm cây cà phê, cây tiêu và cây sầu riêng chuẩn bị thu hoạch cũng bị đổ gãy và rụng trái, gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Trận mưa lớn kèm theo gió lốc tại xã Lộc An ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nhà cửa là 2,2 tỷ đồng. Thiệt hại của gia đình là như là tóc mái nhà bay hết toàn bộ luôn. Đang ngồi trong nhà là như là rớt cây xuống đập vô người. Thì đó là không biết gì hết. Nằm trên cái ghế luôn là mưa ngồi ướt quá, phải bò vô trong nhà thôi. Bò vô là chỗ nào cũng bị ướt hết. Anh Nguyễn Tuấn Anh, người dân thôn 3 xã Lộc An, có nhà kính trồng hoa công nghệ cao, bị thiệt hại nặng nề do lốc xoáy và mưa đá cho biết. Nhiều năm sống tại đây, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh lốc xoáy và mưa đá khủng khiếp như thế. Hơn 500 mét vuông nhà kính bị hư hại, hoa đồng tiền chuẩn bị thu hoạch cũng bị mất trắng. Thì ở đây thì cũng rất nhiều năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy cái gió lốc nó quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của mình đi. Thì bây giờ cái thiệt hại thì rất là nặng nề. Hiện nay thì gần một sào nhà kính này coi như là chắc là hoa màu này thì hư hết rồi. Bây giờ chỉ có sửa nhà, hy vọng là được hỗ trợ để sửa cái nhà kính này để tái sản xuất thôi, chứ còn cũng không biết thế nào đây nữa. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương xã Lộc An đã huy động lực lượng dân quân, công an và ban nhân dân các thôn xuống địa bàn hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, đồng thời bàn phương án hỗ trợ. Đối với những hộ bị thiệt hại nặng về nhà cửa sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng để bà con sớm ổn định cuộc sống.